Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quy định mới trong điều tra và xử lý ổ dịch COVID-19 tại cộng đồng. Theo quy trình mới được áp dụng, các F0 mắc COVID-19 khi được phát hiện, nếu đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà và được cấp thuốc điều trị. Đồng thời, việc xét nghiệm bằng test nhanh sẽ thực hiện cho tất cả người dân trong phạm vi ổ dịch nhằm phát hiện hết những đối tượng có nguy cơ cao bị lây nhiễm. Qua đó, những người nhiễm mới phát hiện được đưa vào hệ thống quản lý, chăm sóc và điều trị tại nhà. Việc thực hiện quy trình mới này có hai ý nghĩa. Thứ nhất là phát hiện sớm F0 COVID-19 để ngăn chặn dịch lây lan. Thứ hai là việc cách ly tại nhà sẽ tạo điều kiện cho F0 có được tinh thần thoải mái và chỉ những trường hợp thật sự cần thiết mới phải nhập viện. Ngoài ra, cũng theo quy trình mới, thì quá trình quản lý, điều tra và đánh giá lại ổ dịch sẽ được thực hiện sau mỗi 3 ngày nhằm phát hiện sớm tất cả các ca F0 mới để đưa vào quản lý và quyết định việc mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi ổ dịch COVID-19. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã có tổng cộng hơn 420.000 trường hợp nhiễm COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Theo thống kê của Bộ Y tế, kể từ đầu dịch, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận tổng cộng hơn 16.400 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Thời gian gần đây, qua giám sát dữ liệu, HCDC đánh giá số ca nhiễm COVID-19 qua test nhanh tại một số khu vực trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện có dấu hiệu gia tăng. Một trong những nguyên nhân là do người dân từ các tỉnh thành khác quay lại để tiếp tục làm việc. Theo thông tin từ HCDC, người dân nói chung và người lao động nói riêng trở lại Thành phố Hồ Chí Minh đều được hỗ trợ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 và mũi 2 tại doanh nghiệp, địa phương cư trú hoặc địa bàn giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh. Dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào trạng thái bình thường mới, phục hồi và phát triển kinh tế. Mỗi người dân cần tiếp tục thực hiện tốt thông điệp 5K sau khi đã tiêm đủ liều vaccine và đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đời sống xã hội. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.